Chào mừng bạn đã đến với kênh của May. Bạn đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé. Lý Minh Nguyên sinh ngày 10 tháng 2 năm 1996, sinh ra tại Tân Cương, Trung Quốc với chiều cao 1m84. Lý Minh Nguyên vẫn còn là một cái tên khá xa lạ trong giới giải trí. Trên các trang mạng không có nhiều thông tin về chàng trai này. Trên trang thông tin Baidu không hiển thị nhiều thông tin. Ngoài năm sinh và chiều cao 1m84 thì không có thông tin nào về học vấn của Lý Minh Nguyên. Tuy không có nhiều thông tin nhưng Lý Minh Nguyên đã sở hữu khá nhiều vai diễn phụ trước khi có được vai nam chính. Có thông tin cho rằng Lý Minh Nguyên từng tham gia Mây Nhờ Chi Tử năm 2017 và lọt vào top 12. Sau khi gây chú ý với một chương trình ca hát, Lý Minh Nguyên quyết định thử sức sang lĩnh vực phim ảnh khi đảm nhận các vai diễn trong nhiều đoàn phim từ năm 2018 đến nay. Từ năm 2018, Lý Minh Nguyên xuất hiện trong các bộ phim như Y Phi Khó Giữ, Khoảnh Khắc Rực Rỡ, Cẩm Ngôn Truyện. Năm 2020, Lý Minh Nguyên gây chú ý với bộ phim Thanh Xuân Vườn Trường, Chúng Ta Đáng Yêu Như Thế do Lê Minh Đức và Điền Hi Vi diễn chính. Tuy chỉ đảm nhận vai phụ, đã diễn khá ít, nhưng Lý Minh Nguyên cũng khiến khán giả yêu thích với nhân vật của mình. Ngoài ra, cậu cũng xuất hiện với vai binh lính trong bộ phim cổ trang Ly Ca Hành do Hứa Khải và Lý Nhất Đồng diễn chính. Sau một năm tham gia khá nhiều đoàn phim với các vai phụ, thì sang năm 2021, Lý Minh Nguyên có được cơ hội đảm nhận vai nam chính trong bộ phim cổ trang Chiếu Mạng, Công Tử Khi Nào Thôi diễn cùng với Đỗ Vũ Thần. Sau vai nam chính, Lý Minh Nguyên vẫn có một vài bộ phim đang chờ lên sóng. Vai Cố Tân Trúc trong bộ phim cổ trang Hoa Gian Tân Nương. Vai nam chính với bộ phim Lần Đầu Tiên Hát Cho Bạn Nghe. Lộ Hoa Hoa đã đóng máy nhưng chưa có lịch chiếu. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo.